Chào anh em nhé, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mình sử dụng cái máy lọc nước như này. Cái này của hãng Zanome. Đây là cái máy lọc nước. Thì về đầu tiên thì mình sẽ có mấy cái phần như thế này. Nước uống ra thì là mình sẽ lấy ở cái vòi này nhé. Cái vòi này là cái vòi sử dụng đây. Đây chính là cái vòi sử dụng. Thì trong máy nó có cái hệ thống gọi là nó sẽ tự động khởi động máy khi mà chúng ta mở vòi nước. Thế đây chúng ta sẽ có hai cái đường nước vào, một đường nước vào và một đường nước ra. Cái đường nước vào của nó thì đây mình sẽ được thiết kế một cái van như thế này. Cái van này thì nó sẽ được nó sẽ có hai đường, một cái đường nước chính từ cái nước máy nó vào trong này nhé, sau đó nó sẽ có cái đường này là đi vào trong máy này ở bên hông này. Mình sẽ có hai cái đường nước ấy. Thì cái đường bên hông này chính là nước máy vào này, và cái sau nó là nước ra. Thì ở đây mình sẽ chỉ cần mở cái van này thôi cái thì ngay lập tức là nó sẽ cái đường nước này nó sẽ chảy vào trong cái máy, và sau đó cái phần nước thải thì nó sẽ chảy ra ngoài này. Ở đây mình nó đang bị tuột cái phần này. Đấy, tí nữa mình sẽ rút cái phần này ra nhé. Ở đây mình cần có một cái vòi như thế này. Đấy, một cái vòi như này mình sẽ lắp phụ vào đây cho nó sử dụng cho nó tiện. Đấy, mỗi lần mình mở ra cái nó sẽ kêu tít 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 tít, cái tít 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 là cái nước mình chưa dùng được nhá. Khi mà nó hết tít tít ấy, thì bắt đầu mình mới xài được cái nước đấy. Ok, nhưng mà phần đầu nối còn khá đơn giản, nó sẽ có đường nước vào, đường nước thải và đường nước để chúng ta sử dụng. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cái nước nó như thế nào nhá. Thì ở đây nó sẽ tương tự, nó sẽ có những cái mức này. Mình ở đây mình sẽ có những cái nút như này. Tương ứng với mỗi một nút thì là có một cái chức năng khác nhau. Ở phía dưới cùng này là cái nước để rửa, nước để rửa chén đĩa. Thì cái nước này nó có cái nước có axit và nó sẽ sát khuẩn. Tiếp theo là phần nước rửa mặt. Cái nước pha sữa này là nước trung tính nhá. Mình có thể là pha sữa trực tiếp bằng cái nước này. Nước này nước uống trực tiếp, nước này nước nấu cơm này và nấu nướng. Đây là nước nấu và trên cùng này thì là cái nước để nấu và cái độ kiềm cao nhất. Bây giờ mình sẽ test thử đầu tiên là cái chế độ nước pha sữa nhé. Mình sẽ biết là cái pha sữa mình sẽ dùng nhiều cái. Bây giờ mình sẽ test lần lượt từng loại nước một nhá. Từ cái nước ở dưới này lên là cái nước rửa chén này, nước rửa mặt này. Đấy, và lần nữa như này thì cái ly đầu tiên mình sẽ thử. Mình sẽ lấy cái nước rửa chén ở đây, mình sẽ thử cái độ pH của nó nhé. Đây là một này. Sau đó là mình sẽ tiếp tục là thử cái nước tiếp theo là nước rửa mặt này. Khi mà chúng ta thấy là nó chảy ở cái phần nước ở hai chế độ này nhé, thì cái vòi nước xả nó chảy rất là ít nhé. Ngoài ra thì mình sẽ lấy cái phần nước thải của nó nhé. Phần nước thải của nó mình sẽ để bên ngoài ở cái chế độ số 2 này để mình sẽ test nha. Mình sẽ để cái bên này luôn. Ok, vì nó sẽ ngược mà. Chế độ thứ 3 là mình sẽ là chế độ pha sữa này. Lấy cho bố thêm một cái ly nữa không? Ly ở gặp mình có lấy cái nước thải của nó luôn. Chế độ là nước trung tính nha. Nước trung tính thì nước thải nó vô cùng ít nhé. Đây là chế độ nước trung tính để pha sữa này. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái chế độ là nước uống này. Bạc 4 cái nhé. Ok, mình sẽ lấy nước uống này. Và đồng thời mình sẽ lấy một cái ly nước thải của nó luôn. Ok, cái tiếp theo mình lấy nước để nấu này, nấu cơm này. Nước nấu cơm này. Đồng thời mình lấy nước thải luôn. Cơm
Tiếp đến mình sẽ thử cái chế độ nấu tổng hợp này. Nước này nó sẽ nấu được rất là nhiều loại. Mình có lấy nước thải luôn. Tiếp theo mình lấy được cái độ pH cao nhất nhé. Lấy chén thêm muối, lấy thêm đến 2 chén nữa. Độ pH cao nhất. Mình có lấy nước thải luôn. Ở đây nó có chế độ đảo cực nhá. Mình sẽ lấy một nước ở độ ở chế độ đảo cực này. Đây là chế độ nước đảo cực này, mình sẽ lấy đặc biệt nó ra bên ngoài. Đây là vòi nước chính này. Mình sẽ lấy cũng lấy nước thải luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test từng loại một nhá. Ở đây mình sẽ có cái đo độ pH, nó sẽ có cái màu ở trên này. Mình sẽ từng cái màu một, mình sẽ thử xem là bây giờ các cái màu nước nó sẽ như nào nhá. Một cái thì mình sẽ cho 1 đến 2 giọt. Thì đầu tiên này, loại 1 này. 1, 2 giọt. 1, 2 giọt này. Mình thấy hai cái màu nước rửa thì khá giống nhau. Rồi mình thấy nước thải nhá. Mình sẽ thấy nước thải của nó. Ok, mình chỉnh cái ga một chút. Mình sẽ thấy cái nước thải ở cái chế độ là chế độ rửa mặt này. Ở bên cái vùng nước thải là tiềm rất là nhiều. 1, 2. Rồi, trên chế độ pha sữa thì nó sẽ có cái màu giống như này nhé. Nước rửa này, nước rửa mặt này, nước pha sữa này có màu trung tính, nó có màu cam cam. Tiếp theo là mình sẽ thử cái màu nước uống nhé. Uống trực tiếp á, thì nó hơi có màu xanh xanh rồi. Và đây thì hai cái màu này nó cũng khá là gần giống nhau. Tiếp tục là đến nước để chúng ta nấu thức ăn, nấu cơm. Rồi tiếp đến là chế độ nấu thức ăn. Và cuối cùng là cái nước để mà độ pH cao nhất. Và cuối cùng là chúng ta thử cái chế độ đảo cực nhé. Đây là nước ở cái vòi chính này. Đây, nước thải thì nó sẽ có cái màu hơi đỏ. Như vậy là mình đã test thử xong. Đây là cái chế độ đầu tiên này, chế độ rửa bát đũa thì nó sẽ có cái màu nước xanh xanh như thế này. Ở chế độ tiếp theo là mình sẽ có cái nước rửa mặt đó, thì nó cũng là màu xanh như này. Cái này nó được nó là cái màu này thì là nó thuộc độ mấy độ đây ạ. Mình xem là cái độ pH của nó là mấy nhá. Màu xanh xanh như này là 6.6 nhá. Em ơi, nước rửa mặt ở cái độ cấp độ là 6.6. Và cái nước thải của nó ở chế độ rửa mặt ra thì là nó ở cái mức 8.0. Tiếp theo thì là mình đến cái nước uống này, nước để pha sữa này, trung tính ấy, thì nó sẽ có cái màu này là màu 6 chấm nhé. Màu 6 chấm ở đây. Rồi, nước thải của nó là màu xanh luôn nhé. Khi mà ở chế độ mà pha sữa ấy, thì nó sẽ ở màu xanh luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ xem nó ở cái nước chế độ là nước uống này. Thì màu xanh của nó ở đây thì nó là cái màu xanh cỡ khoảng 7 chấm nhé anh em nhé. Đây, khoảng 7 chấm này. Khoảng 6.6 đến 7 chấm. Độ pH. Và cái nước thải của nó ra thì là nó cũng ở cái dạng màu xanh xanh. Cũng ở 6-7 chấm, gần như là nước trung tính ạ. Tiếp theo là cái cấp chế độ nấu ăn này. Chúng ta thấy là nước nó ở màu xanh xanh này, ở 6 đến 7 chấm này. Nhưng mà khi này chúng ta thấy xuất hiện này. Anh em nhìn thấy hai cái màu của cái nước thải nhé. Thì ở cái chế độ nấu ăn ấy, so với nước uống ấy, thì cái màu này nó hơi chuyển sang màu cam cam rồi, tức là nó bắt đầu có thành phần axit rồi, màu cam cam ở mức độ 5 chấm này. Tiếp đến mình sẽ đo ở cái độ pH ở cái
Cái mức tiếp theo là nấu đồ ăn tổng hợp thì nó sẽ ở cái mức là 7 chấm nhé, 7 chấm như này. Nhưng mà khi mà ở cái độ pH cao nhất thì chúng ta nhìn thấy nước nó chuyển sang màu xanh lè luôn này. Nó ở mức 8 chấm á. Nó ở mức độ 8 á, 8 đến 9 nhá. 8 đến 9 là chúng ta sẽ hòa cái thì chúng ta thấy là nó sẽ chuyển đến màu xanh luôn. Màu này là màu 9 độ nhá. Ở đấy anh em nhìn thấy này. Và nước thải của nó khi này thì nó chuyển sang cái màu xanh xanh này. Màu xanh xanh rồi. Đây. Còn đây chúng ta thấy là cái nước này nó chuyển sang màu đỏ luôn, ở chế độ là chúng ta sẽ dùng nước thải ở cái mức độ là ở cái chế độ này. Đấy, màu xanh luôn. Đây là sang xanh này, độ 8 độ. Đấy. Ok, đây là mình sẽ test cho anh em thấy là cái con máy này. Cái máy này là nó sử dụng cũng khá lâu rồi nên là cái độ những cái độ pH mình nghĩ là cái bảng cực của nó cũng hơi bị dơ nên là cái độ pH của nó cũng không được độ nó không lên cao lắm nhé. Nhưng mà chúng ta thấy là nhiều cái nước uống của mình sẽ hoạt động ở mức độ từ 6 đến 8 độ, à, từ 7 độ nhé, từ 7 đến 9 là mức sử dụng bình thường, cao quá nó cũng không sử dụng được nhé. Đấy là anh em sẽ thấy là ở đây là bây giờ mình đang bật ở chế độ thông thường mình hay xài ở mức độ nước này. Bây giờ mình sẽ đổ hai cái ly nước này ra, mình sẽ test thử lại nhé. Cái nước bình thường người ta để độ 9 độ. Con đi ra đi để bố ấy thử. Đây. Thử lại ở cái chế độ mình cao nhất để xem nó có ra màu xanh giống như kia này nhé. Mình đang để ở cái chế độ uống bình thường thì nước nó vẫn chuyển thành màu xanh nhé. Hai cái màu này giống nhau này. À, độ trung tính. Như vậy là cái con máy này nó cũng cũ rồi. Chính vì thế mà cái độ ổn định của nó thì thi thoảng nó cũng bị nó không ổn định lắm nhá. Đấy. Còn đấy là mình thử liên tục thì màu nó ra cái nước này. Và đây thì nó là một nước xanh. Hai cái màu này gần như là nó không có điện phân được mấy. Đấy. Bây giờ mình thử test thử bằng nước máy luôn. Nước máy lọc nước. Các cô các chú ạ. Ra thử nước máy mình ra thử lại xem. Nước máy này. Và mình so với cái phần nước thải. Đây chúng ta lấy nước máy nhé. Và đây là cái phần nước thải của nó. À, chế độ là độ pH lớn nhất kìa, phần nấu ăn. Đấy anh em thấy nhá, anh em thấy là khi chúng ta để cho nước thải này nó chuyển sang màu cam, màu này là cái màu hồng hồng này đấy, và nước máy thì màu xanh. Như vậy là nó tách được cái phần axit ra đây, và nó sẽ giữ lại cái phần như thế này. Con máy này chạy nó giống như phần điện cực của nó chạy là không được ổn định lắm ạ. Con này mình dùng khá lâu rồi, hôm nay mình sẽ làm cái video này để test cho anh em, và cũng là mình sẽ thay cái máy này nhé. Cái máy này mình sẽ thay vào một cái máy mới. Con này mình dùng khá là lâu rồi, mình sẽ thay vào một cái máy của hãng Hitachi. Đấy, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại chia sẻ cái con máy lọc nước của Nhật bãi. Đấy, dùng mấy năm rồi, bây giờ mình có điều kiện mình sẽ thay cái con máy này đi. Ok. Hôm nay mình sẽ kết thúc cái video test tình hình thực tế cho anh em mấy cái con máy lọc nước của Nhật. Đấy thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Anh em nhìn thấy đây là đủ các loại màu nhá, màu nước này. Đấy, màu nước này, nước thải, nước chảy này. Nói chung là nó vẫn hoạt động ok. Nhưng mà tuy nhiên thì là nó cũng không được ổn định lắm khi mà chúng ta mới khởi động lên. Đây là mình vừa mới khởi động lên, chúng ta chạy ổn định cho nó như này. Ok, xin mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem cái video nãy giờ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.